Thầy trình bày thêm bốn cái pháp gọi là pháp bổ túc. Bốn cái pháp bổ túc. Bổ túc này là như thế nào? Tại vì nếu cái trong đó nếu người nào vào không được á, là bởi vì do bốn nguyên nhân. Bốn nguyên nhân chính á, bốn trở ngại chính á. Trở ngại thứ nhất á là cái tâm vọng động nhiều. Tâm vọng động quá cho nên là hễ mà ví dụ bây giờ đang đi là mình trọn vẹn mới đi chứ gì, nhưng mà hễ đang đi một cái là nghĩ chuyện khác. Đó là cái người này, là người cái tâm vọng động nhiều quá. Có thể là do cái điều kiện, ví dụ như người đó đang buôn bán làm ăn mà cái tiệm của người đó thì nó đang hơi bị là xuống, bây giờ đang tìm cách làm thế nào để cho cái tiệm mình nó lên. Thế bây giờ mà mình trọn vẹn với mình đây một cái là không được, mới vừa trọn vẹn một cái thì bây giờ làm sao vậy, mua cái hàng gì mới là bán cho được à? Ví dụ như vậy, tức là như vậy thì là không được. Cho nên á là lúc đó có một cái pháp để mà giúp cho mình nó là ổn định cái tâm lại, tức là nó chưa phải là chánh niệm tỉnh giác, đó là pháp niệm Phật. Vì khi mình niệm Phật á thì cái tâm mình chú tâm vào cái chỗ niệm Phật đó đó, thì ít nhất á là mình chưa tròn vẹn với cái chuyện cái đi. Nhưng mà giả sử như bây giờ thầy đi như thế này, mình thầy niệm là Arahant Sambuddho, Arahant Samma Sambuddho, Arahant Samma Sambuddho, thì ít nhất là thầy không có nghĩ cái chuyện khác. Mặc dù là cũng chưa tròn vẹn với cái đi này, nhưng mà thầy cũng không nghĩ chuyện khác. Nhưng mà khi thầy không nghĩ chuyện khác á, thì cái việc đi này á, nó ít nhất cũng tránh được 50% tai hại. Nếu như bây giờ thầy đi mà lại thầy để tâm ở đâu á, rồi đi tới cái đụng cái chỗ này rồi mà cũng biết đụng cái râm, thì như vậy là tai hại, là bởi vì á, hoàn toàn không có chánh niệm tỉnh giác, phải không? Nhưng bây giờ nếu mà thầy chưa hoàn toàn là biết rõ mình đây, biết rõ cái tường nằm đó, nhưng mà mình nếu có niệm Phật á, thì ít nhất là cái tâm nó cũng không đi đâu. Do đó đó cũng thấy thông thoáng cái tường đến không đến nỗi mà tới mà. Như vậy niệm Phật á, niệm Phật là một cái biện pháp hỗ trợ hay nhất để mà giúp cho cái tâm mình nó ổn định lại. Nhưng mà ở đây cần ghi nhớ điều, niệm Phật là để nhất niệm, chứ niệm Phật không phải là để mà được cái này, để được cái kia thì cũng như không. Niệm Phật mà để mà đòi là để niệm xong rồi thì để được cái kết quả này, được kết quả này, mong cầu cái này, mong cầu cái kia thì cũng như không. Thì thôi ta suy nghĩ cái tiệm mình nên mua cái gì tốt hơn. Cái gì nữa, nên mua cái này nó còn cụ thể hơn, phải không? Thế còn bây giờ mình lại đi, mình đi niệm mà mình toàn cái tâm vọng ở đâu thì làm sao niệm, để làm gì? Cho nên niệm là để cho nhất niệm, từ nhất niệm để mà vô niệm, tức là chánh niệm tỉnh giác. Mà từ thầy kinh nghiệm rồi, tức là thầy thử là bây giờ mình biết chánh niệm tỉnh giác rồi, thì bây giờ mình thầy thử này, giả sử như thầy đi như thế này mà thầy vẫn niệm là Arahant Samma Sambuddho, hay là bên Bắc Tông cứ niệm A Di Đà gì đó cũng được, tức là cái niệm nó cũng quan trọng, ai tin cái gì thì cứ niệm cái đó. Bây giờ thầy nói là Arahant Samma Sambuddho, thầy đang niệm như vậy, thì rõ ràng á là thầy vẫn không có mất cái thực tại. Tức là nếu thầy vẫn có chánh niệm tỉnh giác á, thì cái niệm đó nó chỉ hỗ trợ để cho cái lúc đó tâm không chạy tầm bậy thôi, chứ còn vẫn chánh niệm tỉnh giác được. Cho nên thầy thấy một điều này, nếu một người nào niệm Phật mà đúng, được hướng dẫn niệm Phật đúng đó, thì là thiền nó sẽ tự động phát sinh. Chẳng phải là niệm, sở dĩ mà niệm Phật mà nó với là thiền tông với là tịnh độ tông mà chống nhau đó, là bởi vì hai bên cứ một bên thì cứ nói là phải là thấy tánh, còn một bên thì cứ nói là phải lên cõi Tây Phương, cho nên nó mới đi tách ra. Cho nên nếu mà cả thấy tánh cũng là trở lại với chính mình, mà niệm Phật cũng trở lại với chính mình, thì hai cái bổ túc nhau, chứ đâu có tách ra, phải không? Thì á, như vậy mình phải niệm Phật cho đúng là một cái pháp hỗ trợ rất tốt. Cũng có thể trong trường hợp, thí dụ như bây giờ giả sử thầy đi, bình thường là thầy có thể chánh niệm tỉnh giác dễ dàng, nhưng mà giả sử có một cái chuyện gì đó mà nó xảy ra mà buộc lòng thầy phải lo lắng, cái chuyện đó trong đời sống là bình thường thôi, chứ không phải lúc nào cũng trời yên biển lặng đâu. Thì có những cái lúc mà nó có những cái chuyện xáo trộn mà buộc lòng là mình phải đầu tư cái đầu óc của mình vào đó hơi nhiều, do đó đó vẫn có thể rơi vào tình trạng căng thẳng. Chắc chắn là phải căng thẳng, chứ không có cách nào mà không căng thẳng được. Nhưng mà cái pháp tu mà thầy nói đó
không phải là tránh căng thẳng. Mà khi cần căng thẳng thì cứ căng thẳng, nhưng mà mình vẫn luôn là biết mình, vẫn luôn biết tính niệm tính giác. Và nếu mà cao hơn một chút xíu nữa, biết sử dụng cái thức giác chi thì là rất dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Thế thì bây giờ nếu mà mình khó chánh niệm tỉnh giác thì niệm Phật. Mà cái khó chánh niệm tỉnh giác nguyên nhân là bởi vì tâm nó cứ thất niệm hoài đó, nó cứ vọng động hoài đó, thì là tốt nhất là niệm Phật là một. Thứ hai, có những người tham đắm. Cái người mà tham lam nhiều là bởi vì thấy cái này đẹp, cái này tốt, cái này hay, cái gì cũng tốt hết trơn, cho nên cái gì cũng tham. Rất khó chánh niệm tỉnh giác. Thế nhưng mà thực ra là thế này, nếu như cái người biết rõ được, tức là thường mà niệm cái tính chất bất tịnh á, ví dụ như thế này, bánh trung thu ngon quá mà ta thấy người ta bán để kinh đô ở ngoài, nó thấy ngon quá nó thích ăn. Nhưng mà cái người nào á mà chứng kiến mà làm bánh trung thu mà nó trải qua những cái công đoàn mà nó dơ như thế nào đó, thì lúc đó không có thích ăn nữa, đại khái như vậy. Cho nên á, tại vì á, đơn giản là mình chỉ để ý đến tình tướng, tức là chỉ để ý đến cái mặt tốt mặt đẹp mà không thấy cái mặt xấu. Nếu mà mình thấy ra được cái mặt xấu đó thì mình sẽ không bị cái tâm tham nữa. Cho nên cái người mà tâm tham ái nhiều đó thì nên quán bất tịnh. Chứ quán ở đây không phải là ngồi mà suy nghĩ rồi gán vào, mà quán là phải thấy thật á. Mà quán bất tịnh á, trước hết là quán nơi mình, quán cái sự dơ dáy nơi mình đó. Nhất là quán bất tịnh về cái thân và thức ăn, đó là hai cái mà dễ tham đắm nhất. Tôi nói là gì đó, tội tùng khẩu xuất, hòa tùng khẩu xuất á, mà bình nó thì tùng khẩu nhập, tức là gió ăn mà ra, gió ăn uống mà ra. Cho nên á, bây giờ phải quán cái bất tình của cái ăn uống. Sở dĩ mà những người mà cứ nhậu nhẹt rồi lúng túng đến nhậu say rồi bây giờ là về là nhức đầu nhức óc đủ thứ hết trơn á, mà vẫn cứ nhậu à, tại vì không chịu ngồi mà quán lại xem thử là mỗi lần mà mình nhậu như vậy nó mệt cái gì, tim nó đập thế nào, rồi nó tiêu cái bộ phận tiêu hóa mình nó như thế nào, không chịu quan sát lại những cái tai hại đó. Cho nên á, vị Đức Phật ngài nói thế này nè, thế nào gọi là thấy một pháp, là thấy pháp đó sinh, thấy pháp đó diệt, thấy cái mặt tốt của pháp đó, nhưng mà cũng thấy được cái mặt xấu của mắt đó. Ngược lại bây giờ có những cái là xấu, thí dụ như cái món ăn mình nhìn vô là mình thấy nó bất tịnh, mình nhìn vô cái món ăn mình thấy bất tịnh, nhưng mà mình lại nghĩ rằng là chẳng qua là mình ăn để cho nó mạnh khỏe, để mà tu hành, để mà thế này kia thôi á, thì lúc đó mình vẫn cứ ăn được. Tùy theo cái nhìn của mình á, là hệ mà mình thấy tịnh á thì mình thích, mà thấy bất tịnh á thì mình không còn thích nữa. Vì vậy cho nên á, người nào mà cái tâm tham dục nhiều đó, tùy theo loài tham dục nào thì nên quán bất tịnh về phương diện đó. Thứ ba là những người mà có nhiều, cái này thì cũng nhiều người lắm, nhiều người hay hỏi thầy là làm sao mà tâm con cứ sân hoài. Cái người mà tâm sân quá đó cũng khó mà chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ như thế này cho dễ hiểu, mình tức giận cái người nào đó, cái người nào đó làm cái gì đó hại mình cái gì đó, bây giờ mình cứ ngồi lại cái là cứ nhớ mà tức cái người đó không thôi, làm sao chánh niệm tỉnh giác được nữa. Tại vì chánh niệm tỉnh giác là mình đã tròn vẹn với thực tại, mà bây giờ cái tâm mình nó cứ nhớ cái người mà hại mình thôi á, làm sao mà chánh niệm tỉnh giác được nữa. Cho nên nếu tâm sân mà nhiều đó cũng không chánh niệm tỉnh giác được, cũng khó chánh niệm tỉnh giác. Tất nhiên là không cần phải đến cái độ mà là hoàn toàn không sân mới là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cái sân mà đến nộ, nếu như sân mà mình vẫn biết sân á thì tức là vẫn còn chánh niệm tỉnh giác. Còn cái sân này á là nó nằm bên đối tượng rồi, nó đâu có ở nơi mình, cho nên nó không còn chánh niệm tỉnh giác nữa. Thì lúc đó đó
là phải sử dụng đến cái tâm từ. Thì cái tâm từ đó thì thầy sẽ hướng dẫn cái cách tu tâm từ luôn. Bởi vì á, thường thường á là mình tu theo kiểu kinh điển á, là mình nói là tâm từ, là mình ngồi mình nói là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, mà đọc hoài nhưng mà cái tâm nó vẫn cứ sân. Tại vì như vậy nó không phải là cụ thể. Cái đó là mình chỉ là cứ theo kinh mình đọc vậy thôi, chứ nó đâu có cụ thể. Cho nên tu tâm từ á, tất cả các pháp tu đó là, nhớ các vị nhớ giùm nghe, tất cả các pháp tu đó luôn luôn có hai mặt. Tất cả các pháp tu luôn luôn là có hai mặt. Một mặt đó là đối tượng, và một mặt á là ở nội tâm. Thí dụ như thế này, sở dĩ mà mình cứ nhớ mình tức cái anh chàng đó đó, anh chàng mà hại mình tức cái anh chàng đó, uất ức cái chuyện đó đó, là tại vì nội tâm mình nó không có yên, tức là cái nội tâm mình nó không có ổn định. Chứ nếu nội tâm mình ổn định á thì nó đâu có chạy đi ra ngoài cái anh đó. Phải không? Nhưng mà cái tâm mình nó chạy ra ngoài anh đó là tức là nội tâm mình không yên. Vì vậy cho nên á, hai cái pháp nó đi đôi với nhau, đó là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Hay là nội tâm thanh tịnh, là cái nội tâm thanh tịnh trong sáng đó, thì tự nhiên các pháp nó sẽ hiện ra đúng như chân như thật. Thế thì ở đây trong cái niệm tâm từ á, nó cũng có hai mặt. Tùy theo cái đối tượng mà mình sân, để mà mình rải tâm từ như thế nào. Thí dụ như bây giờ cái chuyện là cái anh chàng đó, anh chàng đó đó mình đi họp. Giả sử như bây giờ mình nói một chuyện cho cụ thể đi. Anh chàng đó mình đi họp, thì trong cái buổi họp đó mình phát biểu một cái ý kiến, thì anh chàng đó lại đưa tay lên phát biểu ngược lại. Cho nên ý kiến mình không thực hiện được, do đó mình mới sân với anh chàng đó. Mình ví dụ như vậy cho nó dễ hiểu, cho phải cụ thể. Thế thì bây giờ đó, khi mà mình sân với anh đó là tại vì mình tự ái. Do mình tự ái, mình cứ cho là cái quan điểm của mình là đúng. Cho nên á, nếu là đối với đối tượng thì là tâm từ bằng cách là như thế này này, tức là nghĩ cái phương diện tốt cho đối tượng đó. Tức là cái tư tưởng mình á, thay vì cái tư tưởng mình á là nỗi tức với cái tư tưởng đó, người đó. Tức là nói như thế này cho dễ hiểu. Cái tư tưởng nào mà mình phát xuất lên đối với cái người đó mà làm cho mình sân tăng trưởng á, thì tâm đó là tâm sân. Còn nếu như cái tâm của mình mà hướng đến cái người đó như thế nào mà cái tâm của mình, tâm sân của mình nó đoạn giảm đó, thì đó là tâm từ. Quý vị nghe định nghĩa rõ không? Mưa nghe sau đó có nghe không? Như vậy á, khi mà mình bực mình một cái người nào đó thì nên có những tư tưởng tốt về người đó. Có cái câu chuyện như thế này. Có cái ông thầy hòa thượng đó, ông có hai người đệ tử. Một cái người đệ tử á, A đó, thì cứ lên bạch thầy là cái chú B này á, cái chú B này là cứ xấu cái này xấu cái kia. Rồi cái chú B, ông này mới đi, cái chú B chạy tới nói là chú A xấu cái này xấu cái kia. Thế ông thầy ông mới kêu hai đứa lại. Ông nói bây giờ hai đứa con lấy mỗi người một tờ giấy. Đứa nào mà ghi ra được cái điểm tốt của cái đứa kia mà nhiều chừng nào á, là ta sẽ cho xúc thọ giới trước. Đứa nào mà ghi ra được cái điểm tốt của đứa kia nhiều ở chừng nào là ta cho thọ giới trước. Thành ra đứa nào cũng lo mà ghi cho nhiều, một ghi mà đầy trang giới vẫn chưa hết. Tìm xong rồi á, ông mới kêu cái thằng kia vô, ông mới nói rằng quả sao con nói là đó xấu mà sao bây giờ con ghi nhiều điểm tốt quá vậy. Thực ra đó, người nào xấu cách mấy nó cũng vẫn có cái mặt tốt của họ, hoặc là ít nhất là mình vẫn nghĩ tốt cho họ được. Thí dụ như bây giờ một cái người đó xấu hoàn toàn đi, giả sử mình cho là người đó xấu hoàn toàn đi, thì mình vẫn có thể nghĩ rằng là tội nghiệp cái người này là ít biết đạo, ít học hành, ít được giáo dục, sinh ra trong gia đình đó là đau khổ,
Cho nên bây giờ mới là hung dữ, mới là sát sanh trộm cắp đồ đủ thứ như thế này. Ví dụ vậy thì mình vẫn nghĩ tốt được. Thì khi mình nghĩ như vậy thì tự nhiên mình vẫn thương người đó, mặc dù là nó làm đủ thứ chuyện, là gây ra đủ thứ chuyện, mà mình vẫn thấy tội, thấy tội nghiệp được. Thế khi mình thấy tội nghiệp được là mình hết sân rồi. Còn thầy thì thầy có một cái kinh nghiệm rất là cụ thể. Là hồi thầy ở chùa Kỳ Viên là hai ba bên là mặt là đường xe, xe cổ, tức là cái chùa rất ồn. Thì có một đêm là thầy ngủ, mà lúc đó cũng mới giải phóng thôi. Thì thầy ngủ đó thì ban đêm là có dân về đó, là có một đám thanh niên là đi để mà ban đêm là họ phải thức để họ đi giữ làng giữ sống. Thế thì cái xui của mình sao không biết á, đó là hồi họp ngay dưới cái cửa sổ bên cái phòng mình ở, là nó ngồi nó đàn hát cả đêm. Trời ơi, mình nổi tức lên, mình nói là mấy cái thằng này thanh niên gì mà cũng biết phép lịch sử gì hết, rồi cũng cái thời đại này thế kia, mình cứ ngồi mình toàn nghĩ xấu không. Nghĩ xấu chừng nào mất ngủ chừng đó, không ngủ được. Cái sau may sao mà mình cũng có tu, cho nên mình nói quả, nhưng mà mình nghĩ vậy cũng tội. Bởi vì nó là thanh niên, lại ra giờ này là nó ngủ trong nhà là thoải mái. Bây giờ nó đi gác cho mình ngủ, nó đi gác để cho lại làng xóm được yên ổn. Mà bây giờ nó làm sao mà nó ngồi yên vậy mà nó gác được, thì nó phải đàn hát để cho nó tỉnh thức chứ. Thì mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên mình cảm thông với nó, cái mình ngủ hồi nào cũng hay, nó đờn cả đêm mình vẫn cứ ngủ. Đó, thành ra đó, tâm sân là gì? Tâm sân là tâm khởi lên một cái đối kháng, chống lại một cái gì đó, gọi là tâm sân. Thế bây giờ làm sao mà đừng có cái tâm đối kháng đó? Thì đầu tiên á, nói về đối tượng á, là mình phải nghĩ tốt, nghĩ cái điều gì đó mà nó cảm thông với cái đối tượng đã, cái đã. Chứ còn bây giờ mình ngồi mình nói là ôi, cầu cho mấy đứa này được sự an vui, cầu xin mấy đứa này an vui nó cũng được. Tại vì an vui gì được, mình đang ngủ cũng được mà cầu số đó an vui gì được. Nhưng mà khi mình kêu là thông suốt được cái đạo lý đó, thấy như vậy tự nhiên mình thương nó. Lẽ ra mình còn đem bánh đem đồ trái gì ra cho nó ăn nữa là phải. Thì mình mới vừa nghĩ như vậy rồi thì nó ngủ hồi nào cũng ngày, mà nó vẫn cứ đàn hát như được, cho nên nó phải hết đâu. Thế thì không phải là cách bên ngoài, mà là do tâm của mình. Còn cách thứ hai là thế này. Cách thứ hai là không phải đụng chuyện rồi mình mới là làm mới hành, mà là ví dụ như khi tâm sân mình khởi lên thì mình lắng nghe lại tâm sân của mình. Lắng nghe lại tâm sân, thật sự lắng nghe, quên hết mọi chuyện đi, chỉ lắng nghe tâm sân thôi. Thì tâm sân nó sẽ là lắng xuống. Đó là khi đụng trần. Tức là khi mà nó tiếp xúc á. Còn bây giờ nếu không á thì có một cách là thế này. Mình ngồi lại, không phải là ngồi đại tâm tư gì hết á, mà mình ngồi mình hoàn toàn buông xả. Hoàn toàn buông xả. Tâm là đừng có nghĩ đến chuyện thương chuyện ghét gì hết trơn, mà tâm hoàn toàn buông xả. Khi tâm buông xả đó mình mới là lắng nghe cái sự lắng dịu mát mẻ của cái tâm buông xả đó. Buông xả chứ không phải tâm xả nghe, tâm xả là khác, mà đây là tâm buông xả. Thì khi mình buông xả thì mình thấy là nó dịu dàng, nó mát mẻ, nó dễ chịu. Thì khi mà mình cảm nhận được cái mát mẻ dịu dàng dễ chịu đó mà mình hoàn toàn là mình cảm thấy mình mát mẻ rồi á, thì lúc đó mình mới là ngồi đó. Thì bởi vì cái này nó là thuộc về thiền định, cho nên nó phải dùng tới tượng một chút. Nhưng mà cái tượng này là cái tượng gọi là, ví dụ như về cái tượng cái gọi là vô sân tượng, tức là bây giờ cái đó là vô sân á, tức là cái lúc đó là cái tâm của mình nó vô sân rồi, nó mát mẻ dịu dàng hiền thiện ngọt ngào. Rất là tốt. Thì bản thân mình á là hưởng được cái mà mát mẻ ngọt ngào đó trước, rồi khi đó mình mới là tưởng tượng một chút, mình thấy là cái mát mẻ đó nó tràn ngập cái căn phòng này, cái sự mát mẻ đó nó tràn ngập cái căn phòng này, cho đến khi mà mình có cảm tưởng là như cái căn phòng này đều mát mẻ hết.
thì mình mở rộng ra một chút nữa, nên là cái tâm mát mẻ đó nó tràn ngập toàn cái chùa. À, rồi cứ dần dần mình mở ra cho đến khi mình thấy là cái tâm mát mẻ này nó cùng khắp hết. Như vậy gọi là tu cái phát triển tâm từ, chứ không phải là ngồi mà cứ nói nguyện cho người ta mà an vui mà tâm mình chưa an vui sao nguyện. Tâm mình chưa an vui mà cứ nguyện cho người ta an vui sao được. À, cho nên á là phải để một cái tâm buông xả đi, để cho nó mát mẻ dịu dàng nhẹ nhàng này. Cái với cái tâm đó đó mình mới bắt đầu là trải rộng ra, cái đó gọi mới thực sự gọi là rải tâm từ. Thế thì trong trường hợp nếu mình có một cái đối tượng mà trước đây á, mà mình không vui á, mà thì cách tốt nhất là mình nghĩ tốt về họ để cho nó xóa cái tâm nghĩ xấu của mình đi cái này. Nhưng bây giờ khi mình đã không có nghĩ xấu rồi á, bây giờ mình lại cái tâm mát mẻ này này, thì lúc đầu á là mình cứ trải rộng ra tất cả mọi cái đấy, tất cả khắp nơi đi, chứ đừng có trải cho ai hết á. Nhưng mà sau khi mà cái tâm mình mà có thể là ngồi xuống thì nó mát mẻ, và nó có thể tràn ngập căn phòng ấy, nó tràn ngập cái chùa ấy, nó tràn ngập hết trơn á, thì lúc đó mình mới là với cái tâm đó đó mình nghĩ tới người đó. Khi mình nghĩ tới người đó đó thì có thể chuyển hóa được người đó, tức là người đó họ ghét mình, bây giờ họ có thể là họ bắt đầu họ lại nghĩ tốt về mình, lúc đó họ không còn ghét mình nữa. Thì có một câu chuyện như thế này, cái chuyện này là một cái điển hình để thầy lấy ví dụ. Có một cái người bên Úc á, thì hai vợ chồng cái người đó đều là đệ tử của thầy. Khi thầy qua Úc á, là hai vợ chồng đều quy y. Thì sau khi thầy về bên này thì một hôm thầy đang đi ngoài Bà Rịa, thì thầy đang ngồi trên xe, thì người vợ nói là chồng con tự nhiên không biết tại sao mà bây giờ tự nhiên nổi sân lên đúng đúng đó, mà hồi trước là anh rất tốt mà không biết tại sao bây giờ tự nhiên thay đổi tính, ngạ mạn rồi thì sân hận. Hồi xưa là anh là cái người rất nhã nhặn với công nhân viên, mà bây giờ là anh cứ nóng nảy đối với công nhân viên. Thì thầy mới nói là thôi con rải tâm từ cho anh, con cứ rải tâm từ cho anh, đừng có vì vậy mà con bực mình, con cứ rải tâm từ cho anh ấy. Rồi thầy cũng sẽ rải tâm từ. Thầy nói như vậy thì thầy đang cầu đi trên xe đó, thì thầy cũng làm theo cái kiểu của thầy đó, thầy ngồi cũng làm như vậy. Thì ngày hôm sau á là cái người vợ đó là nói với thầy là mừng quá, bây giờ anh đúng là rải tâm từ, thì không trái mặt rải tâm từ thiệt á, chứ còn rải tâm từ kiểu mà cứ nguyện cho anh an vui thì an vui sao được, rải tâm từ thiệt á. Thì lúc đó đó là anh thay đổi lại liền, rồi cái người đó mừng quá, nói thật là mầu nhiệm. Thứ ba là cái này là cái bệnh của những người mà tu, hoặc là ở đời, hoặc là những tham vọng ở đời, hoặc là những tham vọng trong tu hành. Ở đời thì muốn mau giàu, muốn địa vị cao sang, muốn thế này thế kia, cho nên cái tâm không bao giờ yên, tâm cứ khổ hoài. Đã làm phó giám đốc rồi mà cứ khổ, tại vì muốn làm phó làm sao mà lên được giám đốc kia. Ví dụ vậy, làm giám đốc rồi mà cứ khổ muốn làm tổng giám đốc. Cho nên cái người mà cứ còn tham vọng mãi á, là một cái người tu, thay vì người ta trở lại ngay tại đây đừng tham sân si, người ta tròn vẹn với thân thọ tâm pháp ở đây thì không chịu, cứ ngồi mong đạt được cái thiền này, đắc được cái thiền kia, đắc được tuệ này, đắc được tuệ nọ, rồi cứ mong mọi cái này mong mọi cái kia hoài, thì cái người đó không bao giờ mà có thể chánh niệm tỉnh giác thật được cả. Chánh niệm tỉnh giác tức là phải trở lại tròn vẹn với chính mình, thấy rõ chính mình, bây giờ cái tâm còn cứ muốn đắc cái này cái kia, làm sao mà chánh niệm tỉnh giác được. Mà không chánh niệm tỉnh giác thì làm thế nào mà nó thoát khỏi cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử được. Cho nên á là đối với cái người này á thì có một cái niềm rất là tuyệt vời, đó là niềm sự chết. Nếu như cái ông phó giám đốc mà ông nói rằng là nếu có thể mình ngồi đây mà biết đâu nó đứng tìm chết làm sao, nếu mà ông như vậy á thì ông lo mà tốt với vợ với con liền, ông phải lo có chuyện gì mà sai xấu gì đó ông mà lo sắp đặt lại cho nó tốt cho rồi chân thôi, để mình nó chịu chết cái là không biết sao đó. Cho nên á khi một cái người mà có thể là
nghĩ rằng là mình có thể chết bất cứ lúc nào đó, thì người đó lo mà ổn định mọi chuyện. Thầy mà bữa nào mà cái tủ của thầy mà nó hơi mà để nhiều khi mình mặc cái đồ này kia rồi mình thôi cái công việc mình cứ để đại vào trong. Nhiều khi thầy nói thế này, của mình lỡ mình chết rồi mà ai mà vô lục cái tủ mà thấy cái tủ mà để y áo tùm lum thì sao? Cho nên lo mà sắp cái tủ lại cho nó đàng hoàng. Đại khái vậy đấy, cuộc đời của mình nó là vậy đó. Mình mà cứ tưởng còn hy vọng một cái tương lai quá nhiều, nhưng mà nhớ một điều là càng hy vọng tương lai thì càng đau khổ, càng đặt nhiều ước vọng ở tương lai thì càng nhiều đau khổ. Cho nên có một cái nhà tư tưởng nói rất là đúng, cuộc đời là tổng số của những nỗi thống khổ. Nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia thống khổ đó sẽ chấm dứt, lúc bấy giờ thời gian là đau khổ của bạn. Đúng như nữa, tại vì lúc đó ngồi chờ hạnh phúc thì lúc đó mà chưa tới là cứ đau khổ hoài. Hễ hạnh phúc á, là hạnh phúc ngay tại đây, chứ không có cái hạnh phúc tương lai. Cái hạnh phúc là hạnh phúc ngay tại đây đi. Cho nên á, là niệm sự chết. Cái niệm sự chết á, trong kinh đó là có kể cái chuyện niệm sự chết, tức là có người thì hỏi là niệm sự chết, thì có người nói là con thấy là một cuộc đời này có thể là mình bây giờ mình như thế này, nhưng mà có khi là chưa tới 100 tuổi mà mình chết cũng có. Nhưng dù vậy đó, có người thì nói là mình có thể là 2-3 năm chết cũng có. Có người thì nói rằng là có khi trong ngày này chết cũng có. Thì có một cái vị nói là bạch Đức Thế Tôn, thì con cứ thấy là mình thấy là mình có thở vô thở ra mình còn sống, cho còn là mình không biết là chết lúc nào. Thì Đức Phật ngài khen là cái người này niệm sự chết thật giỏi nhất. Đại khái như vậy. Thế thì tại sao mà Đức Phật nói cái đó làm chi? Thực ra là để cho mình đừng có tạo ra thời gian làm gì nữa, mà là phải trọn vẹn với cái thực tại đi. Đừng có chạy theo thời gian làm gì nữa. Cái thời gian không phải là không có, nhưng mà thời gian đó là việc của Pháp, không phải là việc của cái bản ngã tham vọng. Thí dụ như bây giờ mình muốn cái cây ổi có trái là đó là bản ngã tham vọng. Còn cái trái ổi nó đến lúc nó đầy đủ nhân duyên thì nó ra trái, đó là chuyện của Pháp. Thì thầy gọi cái sự vận hành đó là sự vận hành của Pháp. Thế thì mình mà không thấy được Pháp á, thì cũng bao giờ mình sống cho nó thuần với cái sự thuần hành đó, cho nên mình không sống thuần Pháp được. Còn nếu mình đã thấy cái sự vận hành của Pháp thì mình sống thuần Pháp chứ mắc mới gì mà mình ham muốn chi cho nó đấy. Nhưng mà bây giờ này, thì coi, nếu mình tròn vẹn chánh niệm với tới hiện tại, thì nếu ngay cái lúc mình tròn vẹn mình tinh tấn chánh niệm giác ngay đây, thì ngay đó là mình được an lạc. Khoan nói chuyện gì cao siêu gì đó, thì ngay đó là mình là an lạc. Còn nếu như mình nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng sau đó mà để đạt được cái gì đó, thì ngay đây là mình không an lạc, không được an lạc. Hôm qua thầy ngồi trên xe, thì anh tài xế của thầy lái đi đó, thì anh mở nhạc, mở cái mà chương trình mà để cho người ta ta báo là cái chỗ nào bị kẹt xe đó, thì trong đó nó có một cái thông báo là ở Hà Nội cái chỗ nào đó đang có một cái chương trình, phát động cái chương trình là ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Cái chương trình nó không biết là chuyện làm chuyện gì mình biết, nhưng mà cái đề tài đó lại đó, không có tương lai đâu nếu mình không chịu bắt đầu từ ngày hôm nay. Nếu mình không chịu trở lại cái tại đây và bây giờ đó để mà thấy ra được Pháp á, thì không có tương lai là không có đâu. Bởi vì một người không có hiện tại mà làm sao có tương lai. Nhưng mà những cái người đầy tham vọng thì vẫn cứ không sống với hiện tại mà cứ chỉ sống với tương lai. Nhưng mà thầy nhắc lại một cái này, đừng có hiểu lầm là nói là mình trở về hiện tại mà sống trong hiện tại có nghĩa là mình chìm đắm trong đó đâu á. Bởi vì quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, mà hiện tại cũng không chìm đắm vào đó. Mà muốn như vậy thì phải làm sao? Phải chỉ có một cách thôi là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác hay là giới định tuệ, hay sáng suốt định tĩnh trong lành, hay thần trọng chú tâm quan sát, thì ngay nơi đó là mình sống trọn vẹn mà không dừng lại. Cho nên nói là không bước tới, không dừng lại. Không bước tới có nghĩa là mình đừng có ở trong tương lai, không dừng lại có nghĩa là mình không có kẹt lại ở tại đây. Thế thì á, cái người mà nó bị cái tương lai mà nó chi phối quá trước đi á, thì người đó nên niệm sự chết. Bởi vì khi niệm sự chết á, thì sẽ thấy rằng là
mình lo làm cái chuyện gì mà có thể làm được bây giờ đi. Và rõ ràng là như thầy lấy cái ví dụ như mấy thầy không phải là một cái anh này mà đã nhiều người rồi, tức là họ bệnh ung thư rồi chỉ còn chờ chết thôi. Và thầy tới thầy nói đào xong một cái rồi đó, là họ sẵn sàng đi, và họ hoàn toàn là trọn vẹn, cho dù còn bao nhiêu giây phút cũng không cần thiết nữa. Họ rất là an vui ngay trong cái mà họ đang bệnh đó. Thực ra cái sợ hãi cái chết làm họ đau khổ, chứ còn bây giờ buông ra được rồi cái là khỏe không à? Chết cái chuyện đó chuyện của pháp, không phải chuyện của mình. Chuyện chết xấu là chuyện của pháp, đâu phải chuyện của mình, phải không? Cho nên niệm sự chết, thì niệm sự chết á là có hai cách. Một là mình quan sát thấy có những người ta tự nhiên khi mà đi ngoài đường có người bị xe tông chết, mình cũng thể là sẵn đó mình niệm sự chết bất thường, không ai nói được. Cái người này đang có một chương trình đi về nhà làm gì đó không biết, bây giờ hoặc là đi ra làm cái gì đó không biết, tự nhiên giữa đường bây giờ nằm đây chết đó. Bây giờ ai biết được lúc nào chết mà cứ lo tính cho nhiều, lo tính toàn chuyện ngày mai, toàn chuyện là tuần sau nữa không à. Tất nhiên thầy nhắc lại là không phải là không có tính, nhưng phải tính trên cái cơ sở của ngày hôm nay, tính trên cái cơ sở mà mình thực sự thấy rõ biết, chứ không thể nào mà tính trên cái mà muốn cứ ngồi đó mà cứ tính cho dữ mà thật ra là mình không có gì cả. Chẳng phải là không tính, tại vì mình không có thì giờ để mình nói nhiều, chứ còn thực ra nếu có thì giờ mình mổ xẻ cái chỗ này cho thật rõ ràng, chứ nó rõ ràng minh bạch, chứ không có chuyện gì mà khó hết. Thứ hai á thì Đức Phật ngài cũng có niệm kiểu như vậy, tức là khi có người chết hay là khi có một cái trường hợp nào đó thì mình niệm cái sự chết. Hoặc là mình có thể một cái động tác mà giống như động tác thiền là mình buông ra ngay tại đó, và mình nằm như là một xác chết, và mình cứ xem như mình đang chết đi. Thì á thầy á cái kết quả này là thầy gặt hái được rất tốt. Bởi vì một thời gian thầy niệm như vậy á, thầy cứ nằm dài, và cứ lâu lâu thầy cứ nằm dài ra nói bây giờ mình chết đi. Thầy làm một công trình to lớn như vậy mà gần như không làm gì cả, tức là khi ra làm thì làm hết lòng, mà không thôi vậy thôi, chẳng có chuyện gì hết á. Thì mình đang ở dạng đây mắc mới gì đi làm ngoài nó làm chi, tức là cái chuyện nào cứ ra chuyện đó thôi. Mà khi mình làm chuyện gì mình sáng suốt định tĩnh trong lành thần trọng chú tâm quan sát thì mình đã hết lòng rồi. Bây giờ có được hay không được đó là cái đó là việc của pháp, không phải việc của mình. Về phần mình đã làm xong, mình đã làm là đúng, làm lúc nào thì mình làm đúng lúc đó. Thế còn chuyện thành không hay không phải là chuyện đó, là chuyện hoàn toàn là tùy thuộc vào mình. Do đó thầy có thể buông được, nhưng mà cái buông đó là cũng một phần do thầy tập chết, tức là cứ mình coi như là, hoặc là ví dụ như thế này, thầy đi trên máy bay thì thay vì cầu là cầu sao để cho máy bay bữa nay an toàn thì thầy lại nghĩ khác, nói là có thể bữa nay mình chết, máy bay có thể là hôm nay rớt mình chết. Nếu mình nghĩ được như vậy thì mình lại chuẩn bị được cái tâm của mình lúc đó rất tốt. Cho nên người ta là lên là lo mà tụng niệm Phật cái tụng kinh rồi gì đó để cho máy bay đừng có tai nạn, để thầy nghĩ ngược lại, thầy nói hôm nay có thể là ngày cuối cùng của mình đây. Rồi như vậy á, bây giờ nó còn có mấy phút, có ai hỏi cái gì thì tranh thủ hỏi. Tức là thế này, khi mà mình á, giả sử bây giờ mình ở đây mà mình tròn vẹn với mình, hay là bây giờ mình quan hệ với một cái người nào đó, đang nói chuyện với người đó nào đó mà mình tròn vẹn với mình biết rõ là mình đang nói với người đó gì, thì á cái tâm mình không thể nào mà còn không đi đâu muốn biết cái này muốn biết cái kia nữa. Khi cái tâm mà mình ngồi đây mà mình còn nghĩ ra là bây giờ mình muốn biết là cái này muốn biết cái kia gì đó, thì lúc đó mình quên mình. Và mình nói bây giờ mình tu, mình nói sở trí nè, nhưng mà thực ra sở trí nó không phải là cái tỉnh giác này. Cái tỉnh giác này mới là trí tuệ, không phải là trí tuệ, mà sở trí đó là nó trở thành sở trí chướng. Cho nên có một điều mà các Phật tử cần phải nắm cho vững là
Không phải là mình học Phật pháp cho thiệt nhiều mà tu được đâu. Thậm chí ngược lại là khác. Bởi vì sao? Khi mình học Phật pháp quá nhiều á, thì cái đầu óc nó cứ ngồi mà cứ tính toán cái chuyện Phật pháp, không biết cái này là tâm gì đây, không biết cái này đúng chưa, như cái này là sai hay sao, thì làm sao mà tâm hoàn toàn trọn vẹn được. Như vậy tâm luôn luôn nó cứ vẫn dao động, nó vẫn nghi hoặc. Mà cái pháp mà mình học đó cũng chưa mình đã biết đúng nữa. Mình chỉ biết đúng khi nào bây giờ thầy đưa tay lên này, thầy để tay xuống này, thầy nắm tay lại này, cái đó là thầy biết thật đó nè. Chứ bây giờ thầy biết một cái, nó nói là cái tâm A-la-hán là có chi này, chi kia, chi nọ. Mà bây giờ thầy mình không phải A-la-hán, mà mình cứ nói là ta A-la-hán là chi này, chi nọ mà để làm gì? Nhưng mà nếu một người mà trọn vẹn với chính mình, mà không còn tham sân si, không còn ngạ, không còn gì hết trơn, thì lúc đó không cần tìm A-la-hán, mà A-la-hán chính là đó. Thế gì nữa, nếu một cái người mà không còn đi tìm đâu cả, mà hoàn toàn trọn vẹn, mà thấy rõ hoàn toàn, không còn vô minh ái dục, đó là A-la-hán, chứ A-la-hán làm được nào nữa. Thế đâu, A-la-hán đâu phải ở chỗ nào mình phải đi tìm đó. Cho nên á, sợ tri là muốn biết, sợ tri là muốn biết, muốn thu thập kiến thức. Thì cái kiến thức đó nó chỉ làm trở ngại cho cái thấy trực tiếp. Cái pháp mà thầy hướng dẫn nó có khác một cái. Tức là nếu mà cái người nào mà cứ cảm thấy rằng mình chưa đủ cái pháp học thì cứ học cái đó thầy không dám nói. Nếu mà cái người nào mà thấy được pháp, tin được pháp á, thì có thể là ngay tại đây mình học Phật pháp, chứ không phải học Phật pháp ở đâu hết. Bởi vì tâm nằm ở đâu? Tâm nằm nơi mình đó. Tâm sợ nằm ở đâu? Tâm sợ nằm ở đấy. Sắc ở đâu? Sắc ở đấy. Niết bàn ở đâu? Niết bàn cũng ở đây. Nếu ngay ở đây mình không còn bạn ngã tham sân si vô minh ái dục gì nữa là niết bàn. Vậy thì mình ngay tại đây là mình học được tâm, tâm sợ sắc niết bàn gì, mình học được hết ráo. Nhưng mà cái học này là không học quá sức của mình. Phải không? Cái học quá sức là sao? Cái nó chưa cần tới, tự nhiên mình học làm gì? Cho nên là cái sợ tri đó nó không cần thiết. Cái sợ tri đó nó trở ngại cho cái cái mà trực tiếp chánh niệm tỉnh giác tại đây và bây giờ. Thứ hai là sợ đắc, tức là bây giờ mình ngồi đây, thay vì là mình ngồi tức là mình tròn vẹn với cái ngồi, mình đi thì mình tròn vẹn với cái đi, mình đứng thì tròn vẹn với cái đứng, ăn uống thì tròn vẹn với cái ăn uống, tức là chánh niệm tỉnh giác. Thì mình lại là ngồi là để mà mai đắc cái này, mốt đắc cái kia, tức là muốn sợ đắc ha. Và bây giờ cho đắc đi, cho người đó đắc đi. Khi người đó đắc rồi đó thì lại là phải giữ cái đắc đó, phải giữ gìn cái đắc đó, phải ôm giữ cái đắc đó, cho nên người đó bị kẹt lại. Hễ đắc rồi thì không thể tiến được nữa. Cho nên á, khi một cái người đã kẹt vào sợ tri và sợ đắc thì người đó không thể nào chánh niệm tỉnh giác được. Có một người hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, không lẽ mình tu mình chỉ có chánh niệm tỉnh giác thôi sao? Đức Phật ngài hỏi lại, người nói là chỉ có chánh niệm tỉnh giác là nhỏ hay sao, là ít hay sao? Chánh niệm tỉnh giác là rất lớn. Chánh niệm tỉnh giác là rất lớn, chứ không phải là cái chiều mà cái người cho rằng là chỉ có chánh niệm tỉnh giác là tức là nhỏ đâu. Bởi vì nếu không có cái đó thì không có thành Phật, mà cũng có thành A La Hán, không có giác ngộ giải thoát gì được cả. Còn ai hỏi gì nữa không? Thầy, một người mà hay quên, hoặc là một người mà có căn bệnh Alzheimer, là do cái nhớ hay là do cái nhớ? Tất nhiên là có một số trường hợp, nếu cái người đó mà họ vẫn còn, bởi vì nó có một cái như thế này, cái người mà trí nhớ, cái người mà mất trí nhớ nó khác với cái người mà chánh niệm tỉnh giác. Có thể bởi vì thầy bây giờ nó cũng bắt đầu quên dần. Ví dụ như là kinh điển hồi xưa thầy đọc là nhiều lắm. Bây giờ thầy đọc lại một cái cuốn sách mà thầy viết hồi trước á, mà thầy cũng thán phục thầy nữa. Trời ơi, hồi đó làm sao mà mình mà viết nhiều như vậy. Bây giờ anh đâu có nhớ ba chuyện đó nữa. Nhưng mà bây giờ ví dụ như thầy cầm cái ly nước lên, thầy uống, thầy để xuống, thì cái đó thầy vẫn chánh niệm tỉnh giác được như thường.
cái người mà nếu đã thánh niệm tỉnh giác rồi thì sau này có thể già, có thể quên hết, nhưng mà ngay tại đây và bây giờ thì vẫn là thấy rõ. Vì chính vì vậy cho nên á, nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh giác á, mà khi già mà nó quên nữa là coi như tiêu, bởi vì còn gì nữa đâu, phải không? Nếu mà bị cái bệnh đó mà quên nữa thì hết rồi. Nhưng mà nếu cái người mà bây giờ mà tỉnh niệm tỉnh giác á, thì sau này cho dù có quên hết á, có thể là sau này quên hết trơn, không còn nhớ gì cả, nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác ngay trước mắt thì không thể nào mà hết được. Với lại á, khi một cái người xem cái chánh niệm tỉnh giác là công cụ của bản ngã thì lúc đó vẫn có thể là bị mất. Còn khi một cái người mà đã thấy rằng là cho dù không có bản ngã, không có ở đây hết trơn á, thì cái tánh biết vẫn soi sáng, thì cho dù lúc đó mình tình trạng bình hay là tình trạng thế nào đi nữa, tánh giác vẫn soi chiếu. Còn những cái tu khác á, thì họ chỉ là tu theo cục bộ, cho nên hễ mà không có điều kiện để thực hiện cục bộ đó thì họ mất hết tâm luôn. Bây giờ họ ví dụ như hồi trước, hồi nếu có một chỗ yên tĩnh để họ ngồi họ thiền định, còn bây giờ họ bệnh rồi, họ nằm trong nhà thương không định được, người này vô chích thuốc, người đi vô ra rồi thổi nó đau khổ lắm, trời ơi, bây giờ mình không có ngồi định được nữa, đau khổ lắm. Tức là họ có bị kẹt vào sở đắc á, bây giờ không còn cái sở đắc để mà thực hiện được cái sở đắc đó, nó đau khổ. Còn cái người chánh niệm tỉnh giác thì nằm trong nhà thương thì cứ chánh niệm tỉnh giác thôi chứ coi. Thậm chí thầy nói là cái người ung thư gần chết rồi, tức là chị Minh Hướng á, là cái chị là thầy, chị bị ung thư phổi và chị rất là đau đớn, bởi vì ung thư phổi là thở không được, mà thở một chút là nó đau. Thế mà thầy tới nói đào cho chị á, là chị mặt tươi rói và coi như giống như là không còn bệnh còn đồ gì nữa hết trơn. Và sau đó khi thầy về là chị chết. Thầy nói là bây giờ chị đã thấy như vậy rồi thì đừng có đợi gì cả, chị muốn đi lúc nào thì cứ đi thôi, chứ đừng có đợi gì cả, cứ tùy duyên mà đi thôi, chứ đừng có nói rằng để tôi phải sống thêm, để tôi phải làm tu, thì đừng có nói gì hết đó. Nghĩa là những cái duyên đến thì cứ đi. Nói như vậy rồi một cái chị tươi rói hết rồi, và sau đó thầy đi về là thầy nghe gọi điện thoại là chị đi rồi. Tức là ngay ở trong tình trạng đó, chứ đâu phải là đang đau đớn, tức là đang đau đớn hay là đang quên, như người già đang quên. Nhưng mà nếu trước đó lo mà tu hành chánh niệm tỉnh giác đi, thì còn nếu không á, lúc đó là coi như mất hết đó. Còn ai hỏi gì nữa không? Sau khi mà thầy giảng xong các buổi á, thì thầy tăng cường thêm một buổi giảng, được không? Thầy tăng cường thêm một buổi giảng để trong cái buổi đó là cho hỏi từ đầu đến cuối, để thầy trả lời tất cả những câu hỏi. Còn nếu không mình chỉ nói không có thì giờ cái mình nói ngang nửa chừng ra, thành ra có thể là mình tăng thêm một buổi nữa. Rồi xong.